Xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ chia sẻ về cách design Christmas một mẫu đơn giản của màu đỏ nha. Chị xí đó. Yeah. I share video first. Rồi bây giờ để She's live. Wait for me. It's a shape this one. Do you want to call her and ask her, or should I? Đây, mình làm một cái mẫu rất là đơn giản ha. Đây. Rồi bây giờ cái bột này á, mình có thể đắp được, dip được ra ombre, nên bây giờ Kelly đắp cho mọi người xem nha. Tức là đắp bột này đắp cũng được, dip cũng được luôn. Xin chào cả nhà. Rồi để bây giờ mình làm giống cái mẫu móng này ha. Mẫu móng này đã vừa làm xong nha. Để mình dụa sơ sơ lại nha. Rồi. Đã design như thế này rồi ha. Làm đơn giản thôi. Đây. Show me the this design. Yeah, you put in here. Uh-huh. Yep. Thank you. Rồi bây giờ mình đắp món này nha. Cái bột này á, nó 3 trong 1. Hũ 2 ao 8, hũ lớn nha mọi người nha. Đây. Đây mọi người thấy không ạ? Rồi, có tên gọi là Volcano ha, 3 trong 1 nha. Gel đắp và dip ha. Đây nó có một bộ như thế này. Gel đắp và dip. Rồi bây giờ mình đắp ha, mình chừa là một ngón thôi. Tại trước tiên á, mình đã làm sẵn hết trơn bộ này rồi. Mình vẽ sẵn rồi để mình design, để mình đắp sẵn rồi cho mình design cho nó nhanh nha. Ok bây giờ mình đắp ha. Hũ bột này đắp được, dip ra ombre được nha. Đây, bây giờ mình put on here. Yes, thank you honey. Rồi, bột này rất là dẻo ha. Mọi người có thể lấy bột lên từ từ, không có gấp ha, tại vì nó rất là dẻo, mình không có gấp ha. Mọi người thấy không, nó không có khô đâu, nó liền đâu, nó rất là dẻo, mình rất là dễ đắp. Rồi khi nào mình thấy nó để mình nắng hai bên đều rồi thì mình kéo bột chạy xuống ha, quét nhẹ thôi tại vì nó rất là dẻo. Are you hungry? Bột này đắp được, tiếp được ra ombre nha mọi người nha. Đây, cái móng này nó rất là dài nên khi này đắp 2 cục bột á. Rồi mình cho 1 cục bột nữa nha. Mình cứ để từ từ ha. Bột này cực kỳ dẻo luôn á mọi người. Giờ này chắc mọi người về nhà party hết rồi. I think everybody have party, you know. I think so. Weekend and holiday too, right? Yeah. Rồi.
Rồi mọi người thấy là bột này rất là dẻo, rất là dễ đắp ha. Đây tí xíu, mình không ngại ngùng gì, cho thêm một tí xíu nha. Are you live on Facebook? Yeah. They do live stream. Tell Tracy to watch it. Live stream. Go on my phone. Cho nó đều khoảng giữa ha. What she said? You need to get home. Rồi trong cái thời gian mình đợi cái móng nó khô á, thì mình sẽ design mấy ngón kia nha. Dòng sản phẩm này Volcano 3 trong 1 nha mọi người nha. Đây bây giờ mình design ha. Mình tiến hành design nha. Bây giờ mình vẽ cái ngọn lửa ha. Vẽ ngọn lửa mình cho ngón này nha. Đổi lại cho ngón này nha. Mình thấy khách hôm nay vô hỏi cái ngọn lửa này rất là nhiều. She's just a little girl, period. How can you take this long? Send her a picture. Rồi mình vẽ giống như cái ngọn lửa nha mọi người nha. Rồi ở bên đây mình sẽ vẽ cái bông tuyết ha. Bên đây mình chuyển đổi rồi ha. Bên đây mình vẽ phía trên mình vẽ xuống ha. Mình cứ xước xước trại nó ra những cái vòng, những cái sợi sợi giống như là tuyết ở trên nóc nhà bị rớt xuống vậy đó. This is emotional freezing on the roof, you know. Mm-hmm. Icicle. Rồi bên đây mình sẽ vẽ cái bông tuyết nha. Rất là đơn giản mà mình làm nó nhanh đấy ha. Put your hand here honey. So they can see the beautiful designs. Yes. Rồi bên đây mình sẽ vẽ cái bông tuyết nha. Mấy hôm nay tiệm bận quá mấy anh chị. Chắc là mọi người cũng rất là bận. Rồi mình vẽ nha. Trước tiên mình cho một cái đường ngang ha. Mình canh giữa trọng điểm chính giữa này, mình làm sao cho nó đều cái này ha. Vẽ cái hoa tiết là dễ nhất á. Rồi đây mình vuốt cái này ra cho nó đều, làm 3 cánh ha, rất là nhanh, mẫu này rất là dễ làm. Rồi rồi bây giờ mình sẽ cho vào đây vẽ 6 cánh nha.
sau đó cái vòng ở trong á mình tạo 5 cái cánh hoa ở trong ha. Rồi mình dùng cái cây chấm bi mình chấm. It stick the color. Chấm lộn chỗ, chấm chỗ này mới đúng á. Rồi ở đây mình sẽ chấm vài cái rơi rơi nữa ha. Là được rồi. Cho hơi đèn nha. Put in here for me. Xin chào cả nhà. Mọi người đi đâu hết rồi? I think everybody work tired today. They probably asleep. They not sleep, you know. They have a party. Party, yeah. All the Christmas parties. Yeah. Because holiday. My daughter is same. Mm. She go out. Okay, show me. Okay, take that one out. I want to try. Yeah. Rồi bây giờ cái móng này nó khô rồi. Bây giờ mình dũa nha mọi người nha. Oh, put this one. The top coat. Mm-hmm. Super shiny top coat. I can see it. There's a small one again. No, you put that here. Yep. Okay, put in the light. Rồi, trong lúc mà cái con người mẫu nó hơ đèn á, mọi người cho mọi người xem sản phẩm 3 trong 1 nha. Đây là sản phẩm 3 trong 1 của Put in the light honey. Yep. À, sản phẩm 3 trong 1. Úp. Why? Gel dip và gel và nước sơn thường 3 trong 1 ha. Đây. Dip, gel và nước sơn thường. À, tất cả các màu nó matching, độ matching nó rất là cao ha. À, gel, dip, gel và nước sơn thường và đắp được và dip được luôn nha mọi người nha. Đây, quay một vòng cho mọi người xem là màu nó matching cũng rất là đẹp ha. À, đó. Rồi, sản phẩm này là có tên gọi là Volcano. À, bột đắp được và dip được
deep ra ông Ray được và 3 trong 1 deep sân treo và thường cùng màu ha. Đây mọi người thấy màu tím nó ra rất là matching, rất là đẹp ha. Rồi mọi người có nhu cầu xin vui lòng gọi, như có mười mấy đồng một set là rất là rẻ đó mọi người. 636-577-3852 nha. Rồi take it out for me. Rồi bây giờ cái ngón tay này nó đã xong rồi, thì bên đây nó đã khô rồi nè. Thì bây giờ Kelly dũa nha. Dũa xong nữa là mình buffer, mình sơn thôi ha. Đây mọi người thấy là nãy là mình bột này mình đắp rồi nha, chứ không có phải đắp được đít được ha. Nó rất là chắc. It's hurt you? Ok. Don't kid me, ok. Ok, rồi bây giờ mình dũa nữa là xong ha. Mình sơn nữa là xong ha. Mấy ngón này mình đã sơn top coat rồi nha. Tại trong cái thời gian put your hand here. That's hand. Yeah, thank you. Rồi đây mình chỉ cần dũa sơ cái cuticle cho tròn. Rồi mình buffer xong ha. Bột này nó rất là dẻo. Mình đắp á, mình có thể ủ ở dưới dầu rồi nó cũng không có bị sợ bị khô bột nha. Nên mấy anh chị mới biết đắp cũng dễ đắp ha. Thật ra có nhiều cái loại bột cũng nhanh khô đó, mình vừa để lên cái nó khô liền khó đắp lắm. Mà nó ướt quá thì cũng khó đắp ha. Ướt quá thì mình lấy nước ít thôi. Rồi còn một món này nữa là xong ha. Mẫu này đơn giản nhưng mà mình thấy khách chịu vẽ nhiều á. Mà mình chia sẻ với mọi người nha. Thấy khách đi vô đòi vẽ cái ngọn lửa với lại snowflake rất là nhiều ha. Ok. Rồi mọi người ơi, buffer. Rồi là mình vẽ thêm cái ngọn lửa nữa là xong ha. Rồi, phủi xuống nha, bên đây đã vẽ xong ha. Bên đây mình chỉ cần vẽ một ngọn lửa nữa. This side, honey. À, lúc nãy thì mình đã vẽ mấy ngón kia hết trơn rồi ha. Giờ mình vẽ ngón này thôi. Bây giờ mình tạo cho có cái... Mình cứ xước xước nó xuống cho nó tự nhiên ra được ha. Ok, put in the light. Này, mọi người thấy dễ thương không? Đơn giản thôi ha.
The light here is gone very. We don't have a time to start. Yeah, we do. I'm sorry. Next time. Take it out. Next time, okay? Okay. Rồi, bây giờ mình sơn thấp coat nữa là xong nha mọi người nha. Mẫu này rất là đơn giản. Cho holiday. Put in here for me. Rồi mọi người nhớ nha, có mọi người có nhu cầu với bột này thì cứ gọi vào ha. À, bột này đắp được, dip được, dip ra ombre được nha. Màu đỏ cũng rất là đẹp nè, màu đỏ cho mùa holiday nào cũng dùng được hết ha. Take it out for me. Rồi đây đã xong rồi nè. That one out. Yes. Đây. Mình làm đơn giản như thế thôi ha. Vì không có thời gian gắn đá nên làm đơn giản như thôi. Cũng tối rồi. Hôm nay lại là cuối tuần lễ nữa. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Thank you for watching.